Ngay sau lễ đón chính thức tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đánh giá cao Tổng thống Biden thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Tổng Bí thư nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về cuộc trao đổi chân tình giữa ngài Biden khi Tổng Bí thư thăm Hoa Kỳ hồi tháng 7 năm 2015, đánh giá cao những ý kiến trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian qua và cảm ơn Tổng thống Biden vào tháng 6 vừa qua đã gửi thư mời Tổng Bí thư sớm thăm lại Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về những thành tựu Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới toàn diện, nhằm các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo các phương hướng chính là phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden và những đóng góp của Hoa Kỳ trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác toàn cầu, giải quyết những thách thức lớn đặt ra như y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam thực hiện đường lối quốc phòng 4.0. Đối với các tình hình phức tạp và xung đột quốc tế, Việt Nam mong muốn các bên đối thoại giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Hoa Kỳ, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia ở Biển Đông. Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không có các hành động trái với luật pháp quốc tế, làm phức tạp thêm tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện DOC, sớm ký kết COC hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại Việt Nam đã hợp tác với Hoa Kỳ chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh trích một phần tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ngay trong phần mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, gửi thư đến chính phủ Hoa Kỳ đề nghị thiết lập quan hệ đầy đủ với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quan hệ hai nước đã trải qua không ít thăng trầm, đặc biệt là cuộc chiến tranh dài ngày không đến nhất trong thế kỷ 20 sau chiến tranh thế giới thứ hai. Việt Nam vui mừng nhận thấy kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, đặc biệt là sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, quan hệ đã có bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả. Trên những cơ sở quan trọng nêu trên, vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác nhằm xác định mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, Việt Nam hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden nhất trí rằng thực tế đã qua cho thấy những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là việc tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước, trong đó có tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Tổng bí thư nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau luôn có ý nghĩa quan trọng. Phương châm đặc thù cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt Phát huy tương đồng hướng tới tương lai, Việt Nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của Hoa Kỳ là ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Tổng Bí thư đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số phương hướng lớn để thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong đó có việc tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thực hiện những nguyên tắc định hướng, tạo ổn định lâu dài, gặp gỡ, hợp tác cấp cao giữa các ngành, các cấp, giao lưu nhân dân. Tổng bí thư hoan nghênh việc thúc đẩy mạnh mẽ, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường kinh tế bao trùm theo hướng đổi mới sáng tạo, tiếp tục là nền tảng trọng tâm, động lực cho quan hệ hai nước và việc hai bên nhất trí tạo đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ. Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự vui mừng được đến thăm Việt Nam Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với cá nhân Tổng thống và đoàn và vui mừng gặp lại Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với quan hệ hai nước, đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thế giới, nêu quan điểm của Hoa Kỳ về ủng hộ một khu vực mở, ổn định, an toàn, liên kết và thịnh vượng. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh sự coi trọng đối với vai trò vị trí của Việt Nam ở khu vực, đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trên nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thống khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và mong muốn hợp tác với Việt Nam để đóng góp vào đoàn kết và thịnh vượng của ASEAN. Tổng thống nhấn mạnh Biển Đông có vị trí quan trọng đối với thịnh vượng, ổn định quốc tế và khẳng định lại quan điểm của Hoa Kỳ về Biển Đông. Ngài Tổng thống cũng nêu sự coi trọng của Hoa Kỳ những mục tiêu của khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về phát triển đóng góp vào công việc quốc tế và những đóng góp vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngài Tổng thống bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phát triển của Việt Nam, trong đó có hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ trong giai đoạn mới, trong đó có việc phát triển công nghiệp điện tử, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch. Tổng thống Joe Biden đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị, bình đẳng, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau trao đổi sâu rộng toàn diện và đạt kết quả tốt đẹp những kết quả quan trọng của cuộc hội đàm và chuyến thăm của ngài tổng thống joe biden sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển bền vững